Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một loại cây. Đó là cái cây an xoa có cái công dụng gì đối với sức khỏe của con người. Đấy, thì cây an xoa phơi khô sao vàng hạ thổ là một cái vị thuốc dân gian chữa bệnh. Đấy, có dược tính cao, được dùng nhiều trong đông y. Đấy, vậy cây an xoa là gì? Làm thế nào để nhận biết được cây? Đấy, và cái cách dùng để chữa bệnh gì? Thì sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho bạn và giải thích cho các bạn những cái câu hỏi trên. Đấy. Thì cây an xoa còn có một cái tên gọi khác là gió lông, thâu kén lông. Tên khoa học của nó là Helicteris hirsutel. Đấy. Cây là một cái loại cây thuốc nam quý, thuộc loại thân gỗ, mọc thành từng cụm, cao 1-3 mét. Cây phân nhánh hình trụ, có lông. Lá có hình trái xoan, dài 5-17 cm, rộng 2,5-7,5 cm. Phần gốc lá cụt hay có hình tim, đầu thon thành mũi nhọn, mép lá có răng cưa hoặc đều. Mặt dưới lá có màu trắng, mặt trên màu xanh, cả hai mặt phủ đầy lông hình sao, cuống lá 0,8-4 cm, gân gốc 5. Hoa có 5 cánh, cuống bộ nhị có vân đỏ, nhị 10, nhị lép bằng chỉ nhị, bầu có nhiều gợn. Đấy, chứa 25-30 màu trong mỗi lá nõn và thường mọc thành cụm. Cụm là những cái bông ngắn, đơn hoặc là xếp đôi ở nách lá. Về phân bố thu hái cái cây an xoa thì cây an xoa mọc phổ biến ở vùng đồi núi và các nước như là Campuchia, Lào, Việt Nam. Ở nước ta thì cây mọc nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc như là Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai hay Ninh Bình và một số cái tỉnh miền trong như là Bình Phước, Lâm Đồng. Đấy. Về cái thành phần hóa học của nó thì thành phần chính là cái hoạt chất alkaloid, một cái chất kháng ung thư. Đấy, ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư và khối u. Chất flavonoid có tác dụng chống oxy hóa cao, bảo vệ tế bào gan. Ngoài ra còn có tác dụng có các enzyme và nhiều hoạt chất khác. Đấy. Trong đông y thì an xoa là cái thảo dược lành tính, không có độc. Đấy, có vị dễ uống, mùi thơm nhẹ, có tác dụng mát gan, thanh nhiệt cơ thể. Đấy, và cái tác dụng của cái cây an xoa này thì đầu tiên là nó có tác dụng là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đấy, lấy 50g cây an xoa và 50g cây sạ đen khô, sắc cùng 1,5 lít nước cho đến khi còn 1 lít uống trong ngày. Có thể là sắc thay nước uống hàng ngày. Đấy, nếu người bệnh ăn uống kém thì sắc cạn còn một bát để bát nước sẽ dễ uống hơn và không bị đầy bụng. Tiếp theo nữa là nó chữa bệnh xơ gan thì dùng 50g cả thân và lá cây an xoa, sao vàng hạ thổ, 30g cây cà gai leo khô, 20g cây bán chi liên đun với 1 lít nước trong 15 phút, lấy nước uống trong ngày. Đấy, tác dụng nữa là giảm cân thì với cái bài thuốc là lấy 50g cây an xoa đun cùng 2 lít nước để sôi dưới lửa nhỏ trong 15 phút. Đổ nước ra cho nguội và uống trong ngày thay nước. Hay là dùng cho bệnh nhân viêm gan B. Đấy, lấy 30g cả lá thân và lá cây an xoa sao vàng hạ thổ, 30g cà cai leo, 30g rễ cây mật nhân, sắc với 1 lít nước trong 15 phút uống trong ngày. Đấy, dùng cho bệnh nhân bị ung thư gan thì dùng 100g thân và lá an xoa phơi khô sắc với 1,5 lít nước cho đến khi còn 800ml uống trong ngày, uống sau khi ăn 20 phút. Đấy. Cái cách để nhận biết cái cây an xoa này thì cây an xoa là một cái loại vị thuốc quý và không được trồng phổ biến. Chính vì vậy mà nhiều người đã làm giả cái cây an xoa này để cung cấp ra thị trường. Nếu bạn là một người không chuyên thì bạn có thể tham khảo một số cách để phân biệt cái cây an xoa dưới đây. Đấy, thì trong tự nhiên thì các loại cây dại khá giống với các cây an xoa và nó thường được dùng để làm giả cây an xoa. Tuy nhiên thì nó lại không có cái công dụng với sức khỏe như an xoa. Và cái hình dáng của cây an xoa này thì an xoa có lá thon nhọn đấy và có gân nổi dưới mặt lá. Thân an xoa nhỏ hơn với cái thân cây dại và quả an xoa có lông màu xanh, còn quả của cây dại có màu đỏ hoặc vàng và không có lông. Về màu sắc hoa an xoa thì hoa an xoa có màu đặc trưng là màu tím. Đấy,
Còn cây dại thì hoa màu đỏ. Mùi vị của cây an xoa thì khi sắc thuốc từ an xoa thì bạn sẽ cảm thấy cái vị ngọt nhẹ và có mùi thơm. Đấy, còn cây dại có mùi hôi và khá khó chịu. Về lưu ý khi dùng cây an xoa thì cây an xoa dùng tốt nhất là khi phơi khô, sao vàng, hạ thổ để phát huy được cái dược tính của cây. Khi sắc nước thì nên nhặt hết quả vì nếu để quả thì sẽ gây ngứa. Tiếp theo nữa là hoa an xoa có nhiều lông, nếu uống thì sẽ gây khó chịu và gây ho cho người bệnh. Đấy, vì cái tác dụng thanh lọc cơ thể, cây an xoa sẽ đẩy nhanh cái quá trình đào thải khiến người bệnh có cái hiện tượng đi ngoài nhiều lần ấy trong ngày hoặc nhưng đây là cái biểu hiện tốt của cái tác dụng của thuốc. Sau một vài ngày sử dụng thì cái hiện tượng này sẽ hết. Tiếp theo nữa là một vài ngày đầu sử dụng thì người bệnh sẽ có cái cảm giác là cồn cào và hơi khó chịu. Sau 10 ngày uống tiếp thì hiện tượng trên sẽ không còn. Ngược lại thì sẽ có cảm giác ăn ngon, ngủ ngon, da hồng hào và mịn màng hơn. Đấy, phụ nữ mang thai và cho con bú thì trẻ em dưới 10 tuổi, người bị huyết áp thấp, người mắc bệnh về đường tiêu hóa như tiêu chảy, đau bụng và không nên dùng cây an xoa. Thì cái cây an xoa này nó được thu hái quanh năm ở tất cả các mùa, nhiều nhất là vào tháng 5 tới tháng 11 hàng năm. Thì đây là cái thời điểm mà cây phát triển nhất và cho được cái dược tính cao nhất. Đấy. Thì trên đây thì mình đã chia sẻ cho các bạn biết về một cái loại cây, đó là cái cây an xoa và cái công dụng của nó trong cái việc nó mang lại cái công dụng rất là tốt đối với sức khỏe của con người, cũng như là những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái cây an xoa này. Đấy, một cái điều đặc biệt nữa đó là cái cách để nhận biết cái cây an xoa này thông qua cái hình dáng của cái cây hoặc là màu sắc của hoa và mùi vị của cái cây này khi mà sắc lên uống. Đấy, thì hy vọng qua cái video này thì mọi người sẽ biết được cái cách để làm sao nhận biết được cái cây an xoa đâu mới là đúng và nó đem lại cái chất lượng tốt, tránh là khi chúng ta đi mua hàng cái cây an xoa này thì tránh cái việc mà chúng ta mua phải cái hàng giả. Đấy, cũng như là cái lưu ý mà khi chúng ta sử dụng cái cây an xoa này làm thuốc để làm sao nó mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe của chúng ta.